chào cả nhà, mình là Tâm Hằng. Hôm nay mình thấy rất là vui và phấn chấn. Mình xin chia sẻ một cái tâm sự của mình về cái chứng mất ngủ. Mình đã mất ngủ 15 nay, chính xác là 15 nay. Khi mình ngủ thì ngủ rất là ít mà ngủ không được sâu, và ngủ hay mê và mệt mỏi, ngày hay thắt lướt ban đêm. Ngủ thì ngủ muộn, nhưng sáng ra thì đặt dậy sớm 6:30 sáng. Trên đường mình đi làm về, hôm đấy đi làm về cũng sớm vì mình mệt mỏi là mất ngủ, đi đường cứ nghĩ lung tung. Chợt nhớ ra bé Phương Ngọc thì mình mới vội phi vào nhà bé Phương Ngọc chơi. Thì bé Phương Ngọc có tặng mình cái lọ nhị hoa nghệ tây nhỏ như thế này. Mình về mình trải nghiệm. Thì ngày đầu tiên mình cho 10 nhụy vào một chai nước, mình uống trong vòng cả ngày. Thì đêm hôm đấy mình ngủ thấy cũng gọi là êm thôi, tạm được êm. Nhưng ngày hôm sau mình lại tiếp tục trải nghiệm cho 10 nhụy vào một chai nước mình uống cả ngày. Thì đêm hôm đấy thì mình ngủ vào khoảng 12 giờ đêm cho đến 4 giờ sáng. Mình thấy khát nước vô cùng, lại dậy uống nước. Xong vào chằm chọc mãi cũng không ngủ được. Sáng dậy cũng cứ 6:30 là mình dậy, mình phải đi làm rất là mệt mỏi. Nhưng cho đến ngày hôm qua thì mình cho 20 nhụy, cho luôn 20 nhụy gấp đôi bình thường vào một chai nước và mình uống trong vòng cả ngày. Thì điều bất ngờ đến với mình là đêm hôm qua mình ngủ vào khoảng 12:30, ngủ một mạch cho đến 7 giờ sáng, và mình đi làm với tâm trạng rất là vui, phấn chấn và không mệt mỏi, sảng khoái. Hôm đấy mình đi làm công việc rất là hiệu quả, và một ngày mình ra ngân hàng mấy lần nhưng mà cảm thấy không mệt mỏi, rất là vui. Mình hy vọng rằng là mình sẽ cải thiện được giấc ngủ. Chứ nghĩ đến mấy năm trước và nhiều ngày mình đã uống nhiều tâm sen và uống rất nhiều thuốc bắc cộng với thuốc lam, và thậm chí còn đi khám bác sĩ kê đơn thuốc cổ thần kinh rồi thuốc ngủ, nhưng mà mình không dám uống, mình toàn giấu đi, mình không giấu ông xã, mình không uống thuốc tây, mình chỉ uống tâm sen và thuốc lam thuốc bắc thôi, nhưng không cải thiện được, vô cùng mệt luôn. Mà đêm hôm 1-2 giờ sáng vẫn không ngủ được, thậm chí 4 giờ sáng mới ngủ, nhưng sáng sau 7 giờ sáng vẫn phải dậy đi làm bình thường. Như đêm hôm qua một kỳ tích là mình ngủ rất là sâu giấc, ngủ từ 12:30 đêm cho đến 7 giờ sáng dậy mà đi làm rất là phấn chấn, mình rất là vui. Mình sẽ tiếp tục trải nghiệm cái hoa nhị hoa nghệ tây này, hy vọng là mình sẽ chữa được cái chứng mất ngủ. Mình đang vui lắm, để mang tâm trạng mình rất là vui, đâm ra mình chia sẻ đến với cả mọi người cái tâm sự của mình nhá. Mình chúc gia đình nhà mình, tất cả mọi người là luôn vui khỏe, cả ăn mặc và có nụ cười tươi nhé, không bị mất ngủ như Tâm Hằng nhé. Xin tạm biệt các bạn, xin chào.